không có nhân, không chỉ nó bị viêm thôi chứ nó không có chưa hình thành nhân mụn mà. Ở nhà em xài rửa mặt gì ta? Này em thấy chị hỏi bao nhiêu câu rồi mà chưa thấy trả lời câu nào ấy. Cái gì mà cái gì là sao? Trời ơi con này nó thiệt, con mới cha thiệt chứ, con biết thiệt chứ, lớp diêu luôn hả? Vy ơi là Vy. Trời em thì tình dữ luôn hả Vy? Trời mẹ. Ý là lắc đầu là sao khắc nào kiểu đông đó. Thì nó bó tay với chị rồi. Ừ. Chị mà đám cưới thiệt là chị bắt đầu hình em đó nha Vy. Cái gì chị đám cưới phải tăng luôn vậy chứ. Nó lắc đầu từ chối rồi còn đâu nữa mà cưới. Gặp em nữa hoài. Ủa thì người ta nói thật mà. Giờ sao đẩy cho cái hạnh nó dọn sang bên kia nó ở luôn đi. Thấy không, con nói chuyện cũng được mà. Trời ơi, ta dí thức mà trời. Hả? Mình nói mình về mình buông thì chứ không buông. Không cho hạnh thì được. Thì đúng rồi. Ok, gì cũng được. Ừ. Gì cũng ấm em. Nhưng mà giờ sao cho con hạnh nó thích cái gì? Thích rồi. Hạnh mà. Chở hạnh đi ăn, chở hạnh đi xô sắm, hạnh thích tôi. Không có cơ hội gì. Có chứ. Nó cũng biết cô gái mà. Nó không sẽ tìm cơ hội.
Mình chưa quên nói chuyện với ai vậy? Ừ. Hai đứa ở trên đây hết mà nó hỏi mình. Is Ian thôi, có nghiệp đi làm không á? Ủa cái thằng này cái ngày thường thì nó đi làm nhiệt tình mà sao? Chứ ngày cuối tuần là nó nghỉ vậy? Xài 2 tháng mà xài không cần phải tiết kiệm, còn cái kia xài dính là đâu có biết cái hiệu quả nó nhiều. À, xài chồng lên. Cái của chị cái nào nó cũng thấm vô nhanh lắm, cứ chồng chồng lên cho nó nhanh. Chuẩn bị của chồng hả? Rồi, tính ra là chị chữa da cho hơi bị nhiều cô dâu rồi đó. Ủa em ở tuốt ở miền Tây xem có chồng bắt dữ lên. Em ở Bắc mà chị. Ở Bắc hả? Em ở miền Tây thôi. Ừ. Ủa vậy hả? Ủa, nghe cái giọng Bắc đặc sệt luôn mà.
tiền làm ra để xài cho bản thân mình chứ làm gì trời. Nó không đẹp để con khác nó đẹp à. Giờ học đi cũng đâu muộn đâu. Nhưng ai cũng biết trước thì ai cũng giàu rồi, đúng không? Bà làm gì đam mê, sao có giàu đâu nè. Nữa. Bé tiếp phút lại có nhiêu đâu, trời. Thôi chịu khó một chút đi, người đẹp. Bốn năm lần để chị cố dỡ dán em ngủ. Cậu xem ghê vậy con, nãy giờ luôn á. Ờ. Nhanh quá, cắt nhanh quá, sẽ từ từ hơn.
không biết. Ê, hồi sáng sức khai cái kiến nó lát giả man luôn á. Từ đây bên đây tụi nó tốt vậy. Thiệt luôn. Nó khen chị vậy. Lấy là lấy liền luôn chứ đợi lấy lương mà chị ăn đổi ý đấy. Em từng muốn lấy được tiền từ chỗ túi chị Quyên dễ lắm à. Thì giờ chị cho nó thật tiền thật đi cho nó thể hiện là mình nói đi. Mình không keo. Ê cái quán
quán nướng Đà Lạt ở đầu này đóng cửa rồi. Trời. Không biết, hôm qua em đi qua em thấy nó đóng cửa rồi. Tính là đang tính mọi người đi ăn đồ nướng này, đóng cửa mất rồi. Mà đóng cửa rồi. Thì mình đi kiếm chỗ nào mở cửa. Không. Quán ở gần đây nè. Ok. Quá trời. Em nghĩ mặt em không có mụn nhiều đúng không? Dạ. Mặt em ở dưới da nhiều lắm. Chỉ có bên chị mới lấy được cho em thôi. Anh ơi, lấy cái điện thoại chụp cho chị cái tấm hình. Lấy theo cảm tính luôn chứ không 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 thể nhìn thấy mụn của em luôn á. Đưa lên cái mặt của em mới thấy quá. Rồi đi ra ngoài. Ngứa mở cái gãi á, hiểu không? Bye bye đi rồi.